Làm sao để bó hoa của mình bán dễ hơn? Đó chính là một cái điều băn khoăn vô cùng lớn của tất cả mọi người đúng không nào? Thì ngày hôm nay tớ sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách để chúng ta có thể gia tăng cái chất lượng bó hoa của mình và từ đó thì các bạn sẽ bán bó hoa của mình nó được dễ hơn các bạn nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng đến là cái bông hoa khổng lồ này. Thì cái bông hoa khổng lồ này thì nó sẽ có cái ý nghĩa đó là duy nhất. Thì chúng ta hoàn toàn có thể tặng bạn gái, tặng chị gái, tặng mẹ, tặng bố. Họ là những người duy nhất trong cái cuộc đời của mình đúng không ạ? Và họ sẽ có một cái ý nghĩa là họ là duy nhất. Thì chúng ta hoàn toàn có thể tặng những người thân của mình, những người mà nó họ là duy nhất, là có một cái nét cực kỳ là độc đáo ở trong lòng mình, thì chúng ta hoàn toàn có thể tặng được cái mẫu này các bạn nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ hôm nay ở đây chúng ta sẽ dùng đến giấy. Ở đây thì tôi sẽ sử dụng là giấy một mặt nhé mọi người ơi. Giấy này là giấy một mặt. Và làm sao để gia tăng chất lượng của bó hoa của mình để bán dễ hơn thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách để chúng ta có thể gia tăng chất lượng bó hoa, thì đó thì chúng ta có thể bán dễ hơn. Và đương nhiên thì với khi mà chúng ta làm biết cách làm rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể cạnh tranh được đúng không nào? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu nha mọi người ơi. Đây, ở đây thì tôi sẽ sử dụng là giấy có chữ như thế này đây để chúng ta trang trí nha, được chưa? Đó, giấy giấy này chúng ta trang trí này, chúng ta sẽ để ở bên trong. Để cháo này. Đó. Hoa này là hoa 35 cm nhưng mà hoa này hoa 35 cm ạ. Chúng ta sẽ để đây. Ở đây này các bạn này. Ở đây thì chúng ta sẽ làm bó hoa này nó to hơn, chính vì vậy thì cái chỗ này chúng ta để khoảng tầm 15 cm nhé. 15 cm. Để đi. Trong nhé. Đó, tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng cái giấy ở bên ngoài này. Ta sẽ sử dụng cái giấy này. Dạ, chúng ta sẽ gấp cái chéo lên đây. Gấp chéo lên đây. Ở đây thì chúng ta sẽ dùng đến hai tờ nhé.
Khi mà dùng đến hai tờ thì các bạn sẽ để bên lệnh bên này một tờ này. Nhớ đấy, để thế này, túm vào này nhé. Giữ ở giữa này, nhúng nó xuống. Xong, tiếp cái tờ bên cạnh, chúng ta cũng làm tương tự nhé. Gấp xong để làm sao cho các cái này nó bằng nhau này thì ta túm thôi. Sau khi đằng trước chúng ta có rồi, các bạn chú ý này, khi mà chúng ta làm ở đằng trước này này, chúng ta làm ở trên này, xong rồi chúng ta làm ở trước thì cái chỗ này nó có một cái độ phồng. Sau đó thì khi chúng ta làm cái bên sườn này nhé, đây là để cho các bạn xem này, cứ làm ở bên sườn xong thì chúng ta làm bên sườn này đó, thì chúng ta sẽ có cái độ phồng hơn. Okay. Để bên sườn này nhé. Thấy không? Các bạn thấy là cái bên sườn này nhé. Các bạn thấy không? Bên sườn nó sẽ bám vào cái chỗ này. Và trong này nó có cái độ phồng giữ ở đây rồi, thì cái chỗ này của chúng ta nó auto nó phồng ra nhé. Được chưa nào? Đó, như vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng tầng trước này khá ổn rồi, thì tiếp theo chúng ta sẽ lên sườn hai bên. Khi mà chúng ta làm cái này trước này trước á, thì khi chúng ta làm cái bó hoa của chúng ta nó chắc chắn là hồng nha các bạn, chắc chắn là nó hồng lên. Và ở đây thì trong cái video này thì đến bây giờ các bạn vẫn chưa biết được là tại sao mà mình làm nào để gia tăng giá trị bó hoa của mình, đúng không? Các bạn cứ bình tĩnh nhé, đến cuối. Đến bây giờ mình nói là các bạn sẽ chưa thể hiểu được đâu. Các bạn cứ bình tĩnh. Thì chúng ta sẽ đến cái đoạn đó, tới chỉ cho các bạn thì lúc đó chúng ta mới hiểu được nhé. Ngay bây giờ tôi nói thì các bạn chưa có cái đoạn này, các bạn sẽ chưa hiểu được đâu ạ. Nên là tôi nói ra thì giúp cho các bạn là các bạn lúc này chưa hiểu thì khi đấy thì nó sẽ mất công của các bạn. Mà không hiểu thì nó rất là tiếc. Các bạn thấy không ạ? Ở trong này nó có cái độ giữ ở đây rồi. Chính vì vậy thì chúng ta để vào cái này nó sẽ có cái độ phồng ôm này. Đó, chân của chúng ta nó phồng như này. Đó, tiếp. Bên này rồi, chúng ta đến bên này. Đó, bên này chúng ta cứ bình tĩnh nhá. Bình tĩnh. Chúng ta sẽ đâu nó sẽ đến đấy thôi. Đó. Sao mà mình lại nói là làm sao để gia tăng giá trị? Bởi vì thời điểm này các bạn thấy là đang có quá là nhiều người làm. Đang có quá là nhiều người làm, chính vì vậy thì chúng ta phải làm sao để có thể tạo được cái sự khác biệt cũng như là gia tăng được giá trị của bó hoa của mình. Như vậy thì nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ dễ bán hơn, và như vậy thì chúng ta sẽ gia tăng cạnh tranh. Và cái cạnh tranh về giá đó chính là cái cạnh tranh mà nó sẽ giết chết chúng ta nhanh nhất luôn nha các bạn. Chính vì vậy thì chúng ta không nên cạnh tranh quá nhiều về giá, mà chúng ta hãy quay về cạnh tranh về chất lượng sản phẩm nha mọi người. Các bạn nhớ cạnh tranh về chất lượng sản phẩm này đấy nhé. Đây, chưa ạ? Xong bên này rồi nhé. Đấy, thì các bạn thấy không ạ? Khi mà chúng ta tạo một cái chỗ này rồi thì nó sẽ phồng, rất là phồng chỗ này cho chúng ta. Đó, tiếp đến chúng ta sẽ dùng đến hai tờ nữa nhé. Tất cả mọi loại cạnh tranh về giá là cái cạnh tranh nó sẽ đi xuống nhất.
nhớ là mình như vậy, nên là chúng ta không nên là cứ giá rẻ mà bán nhé. Rồi, để vào đây. Không nên là, không phải là cứ giá rẻ là được đâu nha các bạn nha. Giá rẻ bởi vì chúng ta còn có quá là nhiều những cái chi phí nữa. Và thứ hai nữa là khi mà chúng ta để giá rẻ quá thì cái chất lượng của chúng ta nó sẽ không thể đảm bảo. Thế thì như thế thì chúng ta, bây giờ khách hàng họ cũng rất là thông thái rồi. Họ cũng hiểu được là không phải cứ rẻ mà đẹp thì không bao giờ có. Họ đã hiểu được điều đấy rồi, nên là chúng ta cứ yên tâm mà tăng giá trị cái sản phẩm của mình nhé. Được, tăng bên này. Tiếp đến bên này. Như vậy là chúng ta đã thấy rằng chỉ cần thêm một cái chỗ này đây, cùng là hết mấy tờ giấy đây nhỉ, đây là 2 này, bên này là 6 và 8 tờ giấy nhỉ? Cùng là 8 tờ giấy, tức là cùng là 10 tờ giấy, nhưng nếu như ở đây tôi chỉ cần thêm đúng một tờ giấy đằng trước đây và một tờ giấy đây thì cái độ phồng của cái đèn nó đã to hơn rồi, được không ạ? Đó, to hơn rồi. Và như vậy là chúng ta chỉ thêm mấy tờ giấy ạ, bình thường ở đây đến cái đoạn này chúng ta chỉ cần thêm đến cái đoạn này mà chúng ta bớt thì chúng ta bớt một tờ giấy ở đây và một tờ giấy ở đây là chúng ta bớt đi 2 tờ giấy, đúng không? Bớt đi 2 tờ giấy nhưng bó hoa của chúng ta nó ở phần trên nó không bao giờ được to như thế này, đúng không? Không bao giờ được to như thế này. Nhưng nếu như chúng ta chỉ cần thêm một tờ giấy ở đây thì cái chỗ này nó tạo được cái độ phồng ở bên trong nó to, đúng không? Chính vì vậy thì khi mà chúng ta ốp cái bên sườn này thì chỗ này nó đã to rồi và ở trên này nó có cái độ xòe hơn do là có thêm một tờ giấy. Và như vậy là chúng ta chỉ cần thêm có 4.000 thôi thì bó hoa của chúng ta, các bạn thấy to hơn chưa? Thấy to hơn chưa? Đó. Nếu như chúng ta làm như thế này thì bó hoa của chúng ta nó thêm có 4.000 nhưng bó hoa của chúng ta nó to hơn và chúng ta hoàn toàn có thể bán được 40-50.000. Trước đây thì giấy nó rất là đắt, do đó thì chúng ta sẽ học cách tiết kiệm giấy. Nhưng đến bây giờ thời điểm này giấy nó là giấy lỗi, do đó nó rất là rẻ. Nó chỉ có, ví dụ như nhà mình đang bán là 16.000 một tập, 20 tờ, nó rơi vào có 800 một tờ thôi. Nhưng mình đã tính cho các bạn là 2.000 một tờ, đó là giấy siêu đẹp rồi. Giấy đẹp nha, bây giờ giấy cực đẹp mới là 40.000, không thì nó chỉ có 35.000 thôi. Mà thậm chí mình thấy có người, có bạn người ta bán có 20.000 thôi. Đó, thế chính vì thế nên là chúng ta chỉ cần thêm một tờ giấy ở chỗ này, thêm một tờ giấy xòe như này, mà cái phần trên nó đã được như này, được chưa nào? Đó, thì như vậy là đến bây giờ ở đây tớ đã gia tăng giá trị bó hoa của tớ ra chỉ bằng có 4.000, nó đã to được ở phần trên như thế này rồi. Tiếp theo tớ tiếp tục gia tăng cái bó hoa, cái giá trị bó hoa của tớ ở bên chân dưới này nha mọi người. Chưa nào, cái này của chúng ta là cơ bản đã ổn rồi. Thì tiếp theo chúng ta sẽ làm ở phần chân nha. Chân của chúng ta thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn dùng một tờ giấy này, các bạn gấp như thế này ra đấy nha, kéo đặt sang bên này, gấp lên đây, gấp lên đây nha. Đó, sau đó tiếp theo sau khi gấp xong các bạn ốp vào đây ra. Được. Đây chúng ta để thẳng luôn cho tớ nhé, để thẳng bó hoa cho tớ thẳng nhé. Tiếp theo chúng ta dùng tờ khác làm tương tự như vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chứ. Chân này sao đó, là thêm một chân đây. Thấy chưa nào, cái chân của nó này, chân của nó này. Đấy, bắt đầu cái chân to rồi chưa, chân phồng nha, chân phồng này. Chân phồng này. Thấy không ạ, khi mà cái chân này phồng rồi, chân của bó hoa của chúng ta nó rất là phồng như này, nó xòe tới này rồi, nó đã cân đối trên này rồi. Nhưng có một cái khoản này nó sẽ có cái bị là nó bị tóp này, và như vậy thì nó sẽ không phù hợp đúng không. Ở tiếp theo chúng ta sẽ thêm một cái lượt giấy ở chỗ này, thử thêm một lượt giấy chỗ này nhá. Rồi thêm thế này, thêm như thế nào. Đây, chúng ta sẽ làm như này cho mình. Vào đây thì chúng ta sẽ mình như sau nha. Đây các bạn thấy không ạ? Nó sẽ có cái độ đây, chúng ta sẽ để vào đây. Đó, thì như vậy là nó sẽ có cái độ xòe chỗ này, cái chân này. Đó, và nó sẽ nằm đầy cái khoảng trống này. Đó, thì nằm lại để cho nó phồng nha. Các bạn nhớ cho tới là các bạn giữ ở chỗ giữa đây nhá. Giữ ở giữa xong rồi chúng ta nhún lại. Và chúng ta làm như vậy thì cái chân nó mới phồng, nó sẽ có độ phồng thật nhá. Nó phồng như vậy thì nó mới phồng được. Đầu tiên. Tiếp theo chúng ta làm cái thứ hai này. Tương tự vậy. Giữ ở giữa. Tiếp chúng ta sẽ làm một tờ đằng sau này.
sao chưa ạ? Đây, các bạn thấy sao nhỉ? Đó, các bạn thấy không ạ? Cái chân của chúng ta như vậy là chúng ta sẽ sử dụng đến 8 tờ giấy là chân nó được như thế này, xòe như thế này. Đó, thì cái bên sườn này nếu như chúng ta cảm giác là nó có bị khuyết một chỗ này một tí thì tớ sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái cách sau trước khi chúng ta thêm lưới nhá. Một là chúng ta thêm nhiều lưới ở bên sườn này, hai là chúng ta có thể thêm tờ giấy ở bên sườn này thì nó nhìn cho cái chỗ kết nối giữa cái chỗ này cái nơi nó sẽ đẹp hơn nhá. Đây, chúng ta dùng lưới thì các bạn chắc là rất là quen thuộc rồi, nhưng ở đây thì chúng ta sẽ dùng đến giấy nhá. Tớ sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm bằng giấy được chưa. Chúng ta dùng miếng giấy. Nào, giấy chúng ta cắt đôi nha mọi người. Cắt làm hai mảnh vậy. Rồi, các bạn làm như này được không? Nào, gấp sang đây. Được. Đấy, gấp sang đây. Sau đó thì dùng cái chân này. Bắt đầu bằng cái chân này. Sau đó quay ngược lại. Giữ ở đây. Và chúng ta sẽ tạo được hai cái độ nhọn này. Ôm hai bên sườn. Sườn bên sườn này. Cái chân này giữ đây, tiếp theo quay ngược lại, giữ ở đây, quay xuống, đây nhé, khi mà chúng ta thêm được hai cái giấy ở bên sườn như này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có cái độ phồng tốt hơn đúng không ạ? Nó sẽ cân đối hơn đúng không ạ? Được không ạ? Đó. Thì tiếp theo ở đây thì chúng ta sẽ ốp lưới đằng trước này để cho cái bó hoa của chúng ta nó cân đối trở nên cân đối hơn nhá. Đó. Của các bạn sẽ phải không làm một mảnh nữa bởi vì một mảnh ở giữa thì nó sẽ không tạo được cái độ nhún phồng. Chính vì vậy thì chúng ta sẽ phải làm hai mảnh nhé. Chúng ta làm hai mảnh. Mỗi mảnh các bạn làm khoảng tầm 60 cm, cắt khoảng tầm 60 cm nhé. Đúng rồi như này, được chưa nào? Đó, được chưa? Xong, bên hơi bên này các bạn chuyển lại. Kéo căng băng dính này, kéo căng băng dính thì cái lưỡi băng dính này nó không còn dính nữa, nó sẽ đưa nó rất là dễ qua những cái khe này. Còn nếu như các bạn để nó không căng thì nó sẽ cứ hay bị dính vào giấy, rất là khó. Không nha. Và tiếp bên mảnh rồi, tiếp theo bên mảnh rồi, hai mảnh nha.
rồi chưa ạ? Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đặt nơ vào đây nhé mọi người. Ở đây thì cái độ nhún nó nhiều, chính vì vậy thì cái tai nơ này các bạn làm rộng ra nhé. Rộng ra thì nó mới đẹp. Đây này các bạn nhìn này. Ở đây nhá, bó hoa của chúng ta đã không tiết giấy rồi thì đến đây chúng ta cũng không nên tiếc một đoạn nơ nhá. Chúng ta sẽ cắt 6 cái dây nơ này cho nhá. Cắt thêm một đoạn nữa ở đây. Ở đây. Được chưa? À, đó thì buộc. Bởi vì gì? Tôi đang làm việc. Được chưa? Xong nhá. Rồi tiếp chúng ta dùng một đoạn dây nó buộc cái này để chúng ta cố định lại băng dính nào, cố định lại băng dính. Tiếp theo chúng ta dùng đến đèn nhé. Chúng ta sẽ dùng đến đèn để chúng ta dán vào đây. Đèn ở đây là đèn tôi dùng đến đèn 2m nhé. Sẽ cuốn xung quanh. Nào, như vậy là các bạn nhìn này, nhìn bó hoa của chúng ta nhé. Nhìn bó hoa của chúng ta thì ở đây tớ sẽ sử dụng hết 19 tờ giấy. Thì nếu như mà với cái bó hoa này, đây các bạn nhìn, đây nhá, với cái chất liệu, cái số lượng, đấy, thì các bạn. À, với một cái bó hoa, các bạn nhìn này, hai bó hoa này với nguyên liệu, cái này nó là 19 tờ và cái này thì nó sẽ là 12 tờ. Thì các bạn sẽ thấy là rõ ràng là nó chỉ thêm có 7 tờ giấy thôi, nhưng mà nó sẽ to như thế nào ạ? Hai cái độ này. Nó to, cái độ trên thì nó không cần là không quá là to hơn đâu nha. Nhưng cái chân của nó này các bạn nhìn, cái chân của nó to hơn này, cái chân nó to hơn này. Đó, thì như vậy là các bạn thấy là rõ ràng nếu như các bạn bán 350 một bó hoa như thế này thì liệu có dễ hơn, dễ bằng việc bán bó hoa này 350 không ạ? Đây là, đấy là mình nói là với cái giá mà các bạn ở quê nói rằng là dân mình không chuộng bó hoa đẹp và họ không bỏ tiền ra mua bó hoa to. Thì các bạn thấy là nếu như với chúng ta làm một bó hoa như thế này, đây các bạn nhìn, bó hoa này các bạn bán 350 thì
người ta sẽ mua bó nào ạ? Người ta sẽ mua bó nào? Đó, nhá, đây là mình nói về cái việc là về bó hoa này mà là 350 thì nó đã cực kỳ là rẻ rồi. Và tại sao mà nó lại rẻ như vậy? Để tớ sẽ tính cho các bạn nhá. Đây là tớ tính là với cái giá mà thông thường các bạn thường tính là nguyên liệu bao nhiêu sau đó thì nhân lên đúng không ạ? Thì tớ tính cho các bạn nhá. Ở đây bông hoa này là 35cm, nhà mình đang bán 95.000 một bông. Một cái tập giấy này, mình đây là mình đang sử dụng là giấy lỗi nhé các bạn, giấy lỗi. Nhưng nếu như các bạn dùng giấy đẹp, nó bây giờ là rơi vào 35.000 là đắt nhất, thì nó đã là 95 cộng với 35 là 130.000. 130.000 cộng với đèn này này, đèn này là 15.000 này, cộng với đèn này 5.000. À đâu, đèn này nhà mình bán là 10.000 này. Nếu bán lẻ nhé, bán lẻ nhé. Còn nếu mà bán xỉ thì là 5-6.000 thì đấy các bạn, 7.000. Thế là 10, 15, 17, 22.000. Như vậy là 152.000. 152.000 cộng với cả nơ mới lưới là cứ cho là 30.000 nữa đi các bạn. 30.000 là rất là rẻ rồi đúng không ạ? Là 180.000. Thì đây, được chưa, là 185.000. Và như vậy là chúng ta đã bán khoảng 350 đến 360. Với cái bó hoa này thì vô cùng là dễ đúng không? Các bạn thấy không ạ? Còn thông thường thì với như nhà mình sẽ bán bó này khoảng, nó rơi vào tầm khoảng 420 đến 450. Nhưng với các bạn thấy là nếu như chúng ta bán thì chúng ta sẽ bán là 350. Nhưng nếu như các bạn bán bó này 350 thì các bạn có thấy khó không ạ? Rất khó đúng không? Khách họ sẽ nói là đắt. Tôi tính lại bó hoa này nhá. Cái này nhá thì giấy của nó là 12 tờ tới nhân 2 là 24.000 cộng với 95.000 bông hoa này là bông hoa 35cm. 95.000 cộng với cả 24 là cứ cho là 24, 25 đi. 95 là 100, tức là 120.000 tiền giấy với hoa này. Cộng với cả đèn. Đèn, hai cái đèn này là 22.000 nữa, có 25.000 nữa đi. Đó là 145. 145 cộng với lưới Miller với cái này 30.000 nữa là 175. Đó. Như vậy là nó chỉ có kém cái bó hoa này, nguyên liệu của cái này nó chỉ kém bó hoa này là tầm 20.000 thôi. Nhưng mà nếu như chúng ta bán bó này 350 và bó này 350 thì khách sẽ mua bó nào ạ? Và chúng ta bán bó này 350 trong thời kỳ đầu, liệu rằng khách của chúng ta họ sẽ mua nhiều không ạ? Và thời kỳ đầu là thời kỳ kinh doanh, chúng ta bắt đầu kinh doanh thì chúng ta chú trọng về điều gì ạ? Chúng ta sẽ phải chú trọng về doanh thu các bạn nhá. Chú trọng về doanh thu và có một xíu lợi nhuận là được. Đây các bạn thấy là 175.000 mà chúng ta bán 350 thì như vậy là chúng ta đã được 175.000 rồi. Các bạn thấy không ạ? 175.000 với một bó hoa. Các bạn thì tôi bó hoa này cả một buổi sáng đi. Được không? Chúng ta bó hoa cả một buổi sáng để được một bó hoa này đi. Các bạn nói là ui dồi ôi, chị bó tí là xong, nhưng em bó cả buổi sáng. Nhưng mà các bạn thấy không ạ? Kể cả một buổi sáng các bạn bó, các bạn được 175.000. Nhưng mà bù lại các bạn sẽ được gì ạ? Chúng ta sẽ được khách hàng yêu thích. Chúng ta sẽ được khách hàng là như họ sẽ thấy được ở nhà này nó bán tốt, bán rẻ và giá nó rất là ưu đãi đó ạ. Và chúng ta thứ nhất là chúng ta được doanh số, thứ hai là chúng ta sẽ được cái sự ưu đãi của khách hàng và sự nhớ của khách hàng với chúng ta, và khách hàng nhớ đến chúng ta. Và ngay lập tức thì thay sau khi mà chúng ta bán được bó này thì chúng ta sẽ tiếp tục bán được bó sau cho khách hàng. Và ngoài khách hàng đó ra, họ hoàn toàn nhận được bó hoa ưng ý, họ hoàn toàn có thể giới thiệu cho những người khác với chúng ta. Và thời kỳ đầu là chúng ta tăng doanh số. Thời kỳ đầu là chúng ta làm gì? Chúng ta cần phải tăng doanh số. Và khi mà chúng ta tăng được doanh số rồi, doanh số của chúng ta tốt rồi, thì khi đó là chúng ta rất là dễ để chúng ta sẽ tăng vào những thời kỳ sau. Kinh doanh, người ta nói rằng là phải 2-3 năm thì chúng ta mới có thể được vững được trên thị trường. Đây các bạn vào một cái chúng ta lại mong muốn ngay một cái sự thành công ngay, mong muốn là bán được đắt ngay. Và chúng ta nghĩ rằng ôi dồi ôi công thế kia thì đáng cái gì. Nhưng các bạn thấy là cả một buổi sáng các bạn được 175.000. Một buổi sáng các bạn bán được 175.000 đúng không ạ? 175.000 một buổi sáng. Thì nếu như một ngày chúng ta được 1 đến 2 khách này thôi. Thưa nói nhá, với bó hoa này các bạn bán 350, xỉ lẻ xung quanh các bạn đầy luôn. Đầy luôn nhá các bạn nhá. Xỉ lẻ xung quanh các bạn đầy luôn. Các bạn tớ nghĩ rằng là sẽ có những người nói tớ là tại sao mà mở khóa học ra lại bán rẻ để tranh chấp với học viên. Nhưng mà tớ nói này, thời kỳ đầu nhà mình đang là cái thời kỳ đầu trong cái việc là xây dựng thương hiệu mới, bởi vì trước đây tớ toàn là bán xỉ. Nhưng bây giờ tớ sẽ chuyển sang bán xỉ nguyên liệu, bây giờ tớ sẽ chuyển sang thành phẩm. Thì tớ cũng nói với học viên nhà tớ là như vậy. Thời kỳ đầu chúng ta phải tập trung vào doanh số. Khi mà chúng ta tập trung vào doanh số và
và đương nhiên là chúng ta sẽ vẫn phải có chú trọng chú ý đến lợi nhuận, nhưng lợi nhuận của chúng ta ở ngoài kia người ta được 30-40% là người ta đã quá là lợi rồi, nhưng ở đây chúng ta đã lợi tận 100%, 175 và chúng ta bán 350 con này thì chúng ta đã được thêm là gấp đôi rồi, như vậy là 100% thôi, 100% lợi nhuận rồi, thì còn gì hơn nữa đâu các bạn, còn gì mà mong mỏi nữa. Đó. Và thứ hai nữa là lúc này là chúng ta đã cần doanh số, đúng không? Chúng ta cần doanh số, có doanh số rồi, khách hàng họ yêu thích chúng ta, thì cái việc mà họ quay lại đó mới là cái mà chúng ta cần, và đó mới là cái mà chúng ta phải xây dựng. Bởi vì khách hàng họ phải mua hàng của chúng ta, họ cảm nhận được chất lượng của chúng ta rồi thì chúng ta mới có thể xây dựng vào những lần sau, đúng không ạ? Có nhiều bạn cứ bảo ôi dồi ôi tôi bán phải như thế này thế kia, tôi mới bán công của tôi bỏ ra bao nhiêu tôi mới bán, nhưng mà các bạn thấy thì công của bạn tôi công nhận là các bạn bỏ ra nhiều, nhưng nếu như người ta không ai biết đến cái công sức của các bạn, không ai biết đến giá trị sản phẩm của các bạn, không ai biết đến cái độ đẹp của sản phẩm của các bạn, thì liệu rằng các bạn có bán được không? Kinh doanh là phải bán hàng, kinh doanh là chúng ta phải bán được hàng, thì khi đấy thì chúng ta mới có thể mong mỏi chúng ta tạo được cái giá trị này giá trị kia cho khách hàng, được không ạ? Chúng ta bắt đầu vào chúng ta phải tập trung doanh số, khi mà chúng ta bắt đầu vào là cái chi phí của chúng ta rất là ít nhá, bởi vì chúng ta làm chúng ta ăn riêng mình chúng ta làm thôi, đúng không ạ? Thì cái chi phí của chúng ta là gần như chúng ta lấy công làm lãi, nhưng đối với những nhà nhiều làm lâu rồi thì người ta họ thuê người, họ phải có chi phí cho việc thuê người, chi phí cho việc thuê nhà các thứ, thì người ta sẽ trừ vào. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang là bán online, đang là bán những cái một mình, đang là một mình, thế nên là chúng ta làm sao chúng ta hãy tập trung vào doanh số, và chúng ta lúc này chúng ta sẽ đừng có quá coi trọng nhiều về lợi nhuận, mà chúng ta hãy xây để cho cái cây của chúng ta, lúc này chúng ta phải tưới để cái cây của chúng ta nó phát triển trong giai đoạn này, để giai đoạn sau chúng ta sẽ phát triển tốt hơn các bạn nhé. Đó chính là cái cách, cái thông điệp và cái mong muốn mình nhắn nhủ cho các bạn trong cái video này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và chúc cho mọi người sẽ có được những cái ý tưởng hay để tạo ra những tác phẩm đẹp phục vụ mùa lễ sắp tới này các bạn nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau, và các bạn nhớ đăng ký kênh và chuông thông báo để chúng ta sẽ gặp nhau vào mỗi một cứ 2 ngày bên nhà mình sẽ xuất bản video 1 lần các bạn nhé. Xin chào.